mua nhà đi, chị nói Trung ơi chị thích cái nhà này quá nhưng mà giá 3 tỷ là hơi cao, anh chị không có thể nào mà chốt tiền ngay được, bây giờ giá như là em bán cho chị khoảng 2,7 tỷ thôi là chị có thể trồng tiền liền cho em tiền cọc, thì em có quyết định là bớt cho chị không? Em nghĩ là em sẽ tặng một cái gói nội thất hoặc là cái món quà tấn gia đồ đó, nó sẽ phù hợp cho khách hàng hơn. Giờ chị không cần quà tấn gia, nhà gì nhà chị đủ đồ, mấy cái đồ thiết kế theo cái kiểu chị thích rồi, bây giờ chị chỉ muốn bớt tiền thôi, tới tiền chị mới cầm chứ. Hà Trinh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả thân yêu đang cùng đến với chương trình 1 giờ hoán đổi. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sakos. Rất mong sẽ nhận được thật nhiều tình cảm của quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. 1 giờ hoán đổi sẽ đến với một ngành nghề, đó là chuyên viên bất động sản. Vậy thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về nghề này nhé. Đầu tiên, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lý, tiến sĩ Tô Nhi A. Xin chào chị Tô Nhi A. Xin chào Liêu Hà Trinh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình trong cái tình trạng là sức khỏe của mọi người ở cái mức độ tốt nhất và đang có một cái năng lượng tích cực nhất. Và bây giờ xin mời chị Tô Nhi A cùng quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ chuyên viên tư vấn bất động sản, cũng là một trong những khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết nối cùng anh Duy ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chuyên gia tâm lý Tô Nhi A. Em rất vui vì được nhận được lời mời tham gia đến chương trình 1 giờ hoán đổi. Trước giờ em chỉ đi gặp khách hàng là chính, và hôm nay được gặp chị Liêu Hà Trinh và chị Tô Nhi A, đây thật sự là rất hồi hộp và lo lắng. Em tên là Phạm Ngọc Duy, là em 29 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gần là 7 năm rồi. Về trước đây thì công việc chính của em là văn phòng, nhưng vì muốn thay đổi về bản thân và cải thiện và giao tiếp tự tin hơn nên em mới quyết định chọn nghề sale, là nghề bán hàng. Và hiện tại thì em đã và đang theo nghề hơn 3 năm. Với cái mảng em theo là mảng hoạt động là nhà phố, với vị trí là chuyên viên tư vấn chủ nhà tại khu vực quận 3. Cảm ơn bạn Phạm Ngọc Duy đã đến với chương trình. Và chắc chắn là bạn cũng đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều những rào cản để mà có thể chinh phục được ước mơ của mình, đồng thời là cải thiện được sự nhút nhát và hơi lo lắng của bản thân. Nhưng mà Hà Trinh hy vọng qua chương trình ngày hôm nay khán giả sẽ hiểu bạn hơn và bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với mọi người nhé. Trước khi chúng ta cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, Hà Trinh xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Đang cùng quay trở lại với 1 giờ hoán đổi với phần đầu tiên mang tên Góc nhìn. Và ở phần này không những là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự ấm lên của thị trường bất động sản và cũng như những khó khăn mà các chuyên viên tư vấn phải đánh giá và hoạch định tương lai cho các khách mời của mình, nhưng mà đồng thời cũng mang lại rất nhiều những trăn trở cho họ về sự lầm lẫn hai vị trí là cò đất hay là chuyên gia tư vấn bất động sản. Thì điều này không biết là anh Phạm Duy có bao giờ cảm thấy buồn vì người nhà của mình nghĩ rằng nghề của mình không có chính thống không? Hiện tại thì nhiều người vẫn lầm tưởng là nghề của mình là cò đất. Thì về cò đất á, thì là có nghĩa là khách hàng họ sẽ kê một cái giá thống nhất với chủ nhà và bán ăn theo cái sự chênh lệch đó. Và thông thường thì khách mua những căn nhà mà do cò đất giới thiệu sẽ mua cái giá cao hơn so với giá thị trường. Còn về nghề môi giới của mình đó, mình sẽ tư vấn với chủ nhà và mình bán theo cái giá mà chủ nhà đưa ra về giá kỳ vọng, và mình cũng tư vấn luôn là khi mà chốt giao dịch thành công á, mình sẽ ăn theo một cái phần trăm và thống nhất thỏa thuận với chủ nhà là ban đầu. Thì mục tiêu là mình kết nối giữa khách hàng và chủ nhà để giao dịch được thành công với cái căn nhà. Và tuy nhiên thì đối với cái nghề môi giới á, mình phải trang bị thêm những cái kiến thức về kỹ năng liên quan đến nghề, như là kiến thức về thị trường, những căn nhà, kiến thức về pháp lý, tư vấn và giao dịch. Khi đó mình mới có thể mình kết nối một giao dịch thành công, mình đưa những thông tin mà minh bạch nhất có thể về căn nhà để tư vấn cho khách hàng. Dạ. Và Trinh cũng thấy là đây cũng là một cái nghề hot được mơ ước rất nhiều đối với các bạn sinh viên, bởi vì người ta nghe đồn là nếu như mà mình bán được nhiều nhà, mình ăn 10%, 20% trên một cái hợp đồng lớn, đôi khi là một cái lô đất hoặc là một vài cái căn hộ cao cấp, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền. đam mê về tài chính nè, sau đó là những bộ vest nè, những cái cặp da sang trọng nè, và làm việc trong một cái môi trường có xe ô tô đưa đón. Đó chính là điều mà thôi thúc với các bạn đến với nghề này đầu tiên. Điều này không biết là theo Phạm Duy nghe và chia sẻ thì có đúng hay không? Theo em thì cái tỷ lệ mà 10%, 20% trên một sản phẩm bất động sản thì cái tỷ lệ nó khá là cao. Hiện tại thị trường Việt Nam mình cũng chưa tới được. Cái tỷ lệ hiện tại là cái hoa hồng mà đối với cái mảng nhà phố mà em đang theo á, thì là hoa hồng nó chỉ là tối thiểu nhất là 1%. Và thậm chí những cái căn nhà mà giá trị lớn như 20 tỷ, 30 tỷ, nhiều bạn môi giới cũng chấp nhận tỷ lệ là 0,5%. Hiện tại thì cũng có nhiều công ty á, họ gia nhập về thị trường, họ chạy theo những cái tỷ lệ như là 2%, 3%. Tuy nhiên đó là đều là công sức của môi giới giữa khách và chủ nhà để hoàn tất cái giao dịch này. Và một khách hàng đó, một cái nhu cầu khách hàng không có nghĩa là họ đi xem một cái căn nhà mà họ chốt ngay được, họ biết ngay được, tại vì họ còn phải có nhìn nhận đánh giá về thị trường. Nên thành ra cái nghề môi giới nó cũng hơi gian nan, và cái công sức mà cái tỷ lệ mà chủ trả cho mình là cái thu nhập khá là xứng đáng. Tại vì đối với nghề môi giới mình phải am hiểu về những kiến thức như nãy Duy có trao đổi á, để mình nắm rõ được thị trường, mình phải dành thời gian để đi khảo sát nhà, để nắm bắt được cái giá khu vực nhà đất của khu vực mà mình đang bán. Dạ. Và bạn cũng đã giúp cho Trinh hiểu được về những cái ngóc ngách ở trong cái việc mà chúng ta tham gia vào nghề này. Ban đầu thì gợi là một cái con số, tất nhiên là 10% là quá sức rồi. Vậy thì tất cả những thông tin chúng ta cần phải ngồi lại đối chiếu cả ba bên với nhau. Vậy liệu bản chất của công việc này thực ra là dễ dàng hay là khó khăn? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm quan điểm của chuyên gia tâm lý tiến sĩ Tô Nhi A nhé. Dạ, em chào chị Tô Nhi A. Nãy giờ chị nghe anh Duy nói thì chị có cảm thấy là wow, mình cũng nên biết đâu làm nghề tay trái là nghề chuyên viên tư vấn bất động sản, có thể dễ dàng kiếm được 1%, 2% khi mà mình giới thiệu nhà cho bạn mình. Chị nghĩ sao? Thứ nhất là chị nghĩ là chị sẽ không có gợn lên cái sự lăn tăn về đổi nghề đâu Hà Trinh. Cho nên em là em sẽ đồng hành với chị trong nhiều cái câu chuyện khác. Lý do ở đây là gì? Là bởi vì rõ ràng là mỗi một cái nghề á, nó đều đòi hỏi những cái năng lực tương ứng với cái nghề đó. Chúng ta hay nghe cái câu đó là bây giờ người chọn nghề hay là nghề chọn người, đúng không? Nhưng mà thực ra về bản chất á, là gì? Là người chọn nghề nhưng mà nghề sẽ rèn người. Có nghĩa là bạn đi lâu dài với cái nghề đó hay không thì bạn phải cảm nghiệm được rằng là mình có chấp nhận được những cái đòi hỏi của nghề đó hay không. Có rất là nhiều những cái điểm thú vị trong cái chia sẻ của Duy. Đây là một cái nghề dễ gây hiểu lầm á. Cái hiểu lầm nó nằm đúng trong câu hỏi của Hà Trinh luôn, nghe rất là thú vị. Đó là trời ơi, bây giờ sau một cái giao dịch là mình được một khối tiền cũng trọng trọng á, cũng lớn à nha. Và ôi, cái số tiền này nó đủ để làm mọi người gọi là gợn lên tâm sân si và mê đắm các bạn à. Nhưng chúng ta lại nói về cái câu chuyện đó là chúng ta nói về cái quá trình gặt mà chúng ta quên mất rằng là mình đã đi gieo. Người ta quên mất rằng là có những bạn chuyên viên tư vấn bất động sản đã phải có những năm tháng rất là dài để học việc, để học về pháp lý, để học về đánh giá thị trường. Rồi cũng cái vị khách đó thôi, nhưng mà người ta đã phải gọi là chăm sóc khách hàng một năm rồi đó, thì người ta mới có thể chốt được một cái giao dịch. Chốt lại với chia sẻ của Duy và với cái câu hỏi mà Hà Trinh đặt cho chị, thì chị sẽ muốn nhắn gửi một điều quan trọng nhất với quý vị khán giả của chúng ta thôi. Đó là mỗi một nghề nó sẽ có một cái kiểu khó khác nhau, nhưng cái khó đó nó luôn luôn giống nhau ở một chỗ, đó là bạn đều phải bỏ ra một cái quá trình trui rèn và phát triển bản thân thì bạn mới thành công với cái nghề của bạn được. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của chị Tô Nhi A rất là hữu ích và ngắn gọn. Và điều mà em ấn tượng nhất và Trinh nghĩ rằng quý vị khán giả cũng đồng ý đó là mình chọn nghề nhưng mà nghề lại rèn người. Vậy thì hôm nay chúng ta có thêm một sự góp mặt của một vị khán giả mà bạn ấy rất mong muốn được trở thành một chuyên gia tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, có thể hỗ trợ mọi người đánh giá về giá trị của bất động sản và mang lại lợi không chỉ là cho mọi người mà còn cho đường tương lai của chính bản thân mình nữa. Và bạn ấy còn băn khoăn những gì, muốn hoán đổi ra sao? Xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này nhé. Xin được kết nối với bạn Trịnh Tấn Trung ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào MC Liêu Hà Trinh cũng như là xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Mà mình rất là vui khi được gặp gỡ tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Mình tên là Trịnh Tấn Trung. Hiện tại công việc của mình chỉ là một công việc là văn phòng thôi. Và thì mình cũng không có ác ý gì với cái nghề mà tư vấn bất động sản cả. đó. Thì tại vì người ta cũng đi làm, bỏ cái thời gian, bỏ công sức để kiếm ra được đồng tiền mà, đúng không ạ? Nhưng mà có một số gọi là môi giới bất lương à, tư vấn những cái sản phẩm mà ma nè, rồi những cái mà dự án bị quy hoạch cũng như là đang có mà dấu hiệu tranh chấp đó. Thì chú mình, một người thân trong gia đình của mình cũng đã bị một cái lừa như thế, nên là đâm ra thì cái mà suy nghĩ của mình về tư vấn bất động sản thì mình cũng không có mà thích lắm. Và mình thấy là cái nghề này sao mình thấy là đi cà phê, lê la cà phê xong đi ngoài đường suốt à. Mình thì thích là những cái công việc nào mà nó có tính đặc thù hơn. Thông qua chương trình thì mình cũng mong muốn được trải nghiệm, được biết thêm về cái nghề này như thế nào. Và Trung nghĩ là tất cả các khán giả đều cũng có cái suy nghĩ là đang muốn tìm hiểu như Trung ạ. Dạ, cảm ơn Trung. Vậy là bạn không phải là khao khát trở thành một chuyên viên tư vấn bất động sản từ đâu, mà bạn là muốn trải nghiệm thôi để xem mình có đỡ thành kiến với nghề này hay không, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ, cảm ơn Trung đã rất là thật thà chia sẻ cùng với mọi người. Chị Tô Nhi ơi và bạn Phạm Duy ơi, bạn có nghe rõ những gì mà bạn Tấn Trung vừa nói hay không? Sao Duy, với tư cách là một người đã lăn lộn yêu nghề thì với cái chia sẻ của Trung vừa rồi thì em trước tiên em cũng muốn có một cái câu gọi là minh oan nào đó để mình làm cho bạn ấy dịu lại cái góc nhìn một tí về cái nghề tư vấn này không? Tại vì tôi đến đây với một tâm thế là tôi muốn làm sáng rõ mọi thứ vì người thân của tôi bị lừa, tấm tức lắm. Giờ sao Duy? Ngọc Duy ơi, bạn nghĩ sao ạ? Bạn có bao giờ mà thấy ai đó than phiền rằng là tôi bị mất một số tiền lớn là tại vì những người mà tư vấn bất động sản không có tâm và đã giới thiệu cho tôi những dự án mà thậm chí họ còn không chắc chắn nữa? Thực sự là những cái vấn đề đó đối với mảng dự án đi, tại vì em thì làm về cái nhà phố thì bán những cái căn nhà mà có sổ thôi, còn về mảng dự án cũng nghe nhiều rồi. Đa phần dự án thì mình cũng phải am hiểu về cái thị trường, am hiểu về cái nhà đầu tư. Mình trước khi mình quyết định đầu tư một cái sản phẩm nào đó, mình phải tìm hiểu thật là kỹ để mình cân đo đong đếm về cái số tiền mình bỏ ra và cái sinh lời sau này. Và đối với dự án thì mình phải đợi chờ thời gian nó dài hơn so với cái nhà phố. Thì dự án thì thời gian thì thông thường cái chu kỳ của nó là khoảng 5 năm thì mình mới biết được cái dự án đó mà có sinh lời hay không. Như là cái khu đó đi thì chủ đầu tư họ bỏ tiền ra họ làm dự án và tới cái điểm sau 5 năm họ bán thì có lời. Còn đôi lúc là những cái chủ đầu tư họ vẫn chưa huy động được vốn, vẫn chưa làm được dự án, nên thành ra cái số tiền mà cái khách mà họ mua những cái dự án mà chưa chắc chắn được đó thì nó sẽ bị chôn vốn. Nên thành ra thì nó sẽ có hai trường phái, một là đối tượng khách hàng có lợi nhuận, hai là đối tượng khách hàng đầu tư không đúng chỗ. Nên thành ra thì nó cũng tùy về vấn đề tìm hiểu. Còn đối với cái thị trường hiện tại bây giờ thì công nghệ 4.0 thì mọi thông tin mình hiện tại hết, và khách hàng có thể là nghe môi giới chia sẻ về cái thực tế về dự án, tìm hiểu về cái chủ đầu tư thì họ đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Và tuy nhiên đó họ cũng phải còn đến môi giới để họ tìm hiểu thêm là những cái thông tin nào là hợp lý, những thông tin nào là chính xác để họ ra quyết định đúng đắn nhất có thể. Dạ, cảm ơn bạn Ngọc Duy. Đúng là khi ở trong lĩnh vực của bạn thì bạn luôn luôn có thể tuôn trào ý tưởng và chia sẻ rất là thoải mái, và Trinh nghĩ rằng bạn đã có một quá trình học tập nè, rồi rèn luyện để có thể có được những kiến thức và kinh nghiệm như vậy. Và đúng thật là chúng ta cần phải có cả hai phía để có thể hình thành hợp đồng, nên là mọi người sẽ thật là tỉnh táo. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng phải quay trở lại với bạn Tấn Trung. Tấn Trung ơi, bây giờ để mà làm ra rõ mọi vấn đề thì bạn có muốn tham gia 1 giờ hoán đổi cùng chương trình hay không, để có thể hiểu được cách xử lý tình huống? Dạ được ạ, em rất là muốn luôn á. Dạ, và có tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A ở đây, khi mà mình còn vướng mắc điều gì bạn cũng có thể tham khảo ý kiến nha. Dạ, và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với lao trong ít phút trước khi bước vào 1 giờ hoán đổi. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình 1 giờ hoán đổi, và thử thách 1 giờ hoán đổi ngay bây giờ sẽ diễn ra. Thay vì chúng ta sẽ diễn ra trên sân khấu với các diễn viên phụ diễn nè, tạo áp lực cho bạn và bạn bối rối, tạo cảm giác như là mình không biết tại sao lại phải bị thả vào tình huống này, không quen thuộc và cũng không có kinh nghiệm để xử lý. Nhưng mà ở nhà của mình thì hy vọng bạn sẽ bình tĩnh hơn và thoải mái hơn trước tình huống được đặt ra bởi chuyên viên tư vấn bất động sản là Phạm Ngọc Duy. Xin mời anh Duy đặt ra tình huống ạ. Chia đặt về tình huống như thế này đi. Có một khách hàng họ đang tìm mua cái căn nhà tại quận 3 đi, Và cái cách này mình đã dắt rất là nhiều rồi, 1-2 tháng trời rồi nhưng vẫn chưa chốt, vẫn chưa tìm được cái nhà phù hợp cho khách. Có thể là mình dắt khoảng chừng 20-30 căn rồi, nhưng mà một ngày được chờ đi, mình có một cái căn phù hợp và mình muốn chào đến với khách. Rồi mình gọi cho khách thì khách nói là khách đã mua được với môi giới ngoài rồi. Rồi đối với cái tình huống này thì bạn Trung đã xử lý như thế nào? Cảm ơn cái tình huống của bạn, một cái tình huống cũng khá là thú vị. Với cái tình huống này á thì Trung nghĩ là Trung sẽ trước tiên là phải coi lại bản thân mình, coi thử coi mình đã tư vấn như thế nào mà khiến cho khách hàng không thích. Đó, coi lại những cái mà chuyên môn của mình nó có phù hợp chưa, với lại là thật sự là hiểu rõ được cái nhu cầu của khách hàng chưa. Đó, khi mà mình chưa hiểu rõ nhu cầu của khách hàng thì đâm ra mình sẽ dẫn khách hàng đi tham khảo những cái ngôi nhà mà không đúng ý khách hàng. Đó, và đến khi mà khách hàng đã tìm một cái mà ngôi nhà đã đúng ý rồi thì khách hàng chốt ngay vào luôn. Nhưng mà nếu mà Trinh bảo rằng là khi mà chúng ta hoạch định ở trong đầu thì rất là dễ dàng, nhưng mà đặt mình vào trong tình huống đó với những cái cuộc điện thoại cụ thể đó thì nó sẽ khó hơn nhiều. Nên là Trinh thử thách hai bạn một chút là Duy ơi, bạn có thể đóng vai luôn cái người mà ở quận 3 đó hay không? Cái người mà đang muốn mua bất động sản ở quận 3 đó, để gọi điện thoại và bạn Tấn Trung phải trả lời lại những cái câu hỏi đó, hoặc là thuyết phục người đó rằng là vẫn chưa cần nhất thiết phải bỏ cái hợp đồng này mà chúng ta vẫn có thể cơ hội tiếp nối cái mối quan hệ được không? Dạ rồi, ok chị. Bây giờ mình sẽ bước vào trong một thử thách ha. Lần này thì Phạm Ngọc Duy sẽ là người đang có nhu cầu mua bất động sản, còn bạn Tấn Trung sẽ là người cung cấp dịch vụ. Nhưng mà qua nhiều tháng hỗ trợ nhau, cuối cùng thì bạn Duy lại chọn một cái căn hộ khác. Thì xin mời Tấn Trung sẽ giải quyết vấn đề này qua điện thoại nha. 2, 3, 1, bắt đầu. Dạ, alo, em chào anh. Chào Trung. Dạ, em chào anh. Em chào anh Duy. Anh Duy ơi, thì mấy cái căn mà em dẫn anh đi xem á, thì anh không biết là anh đã hài lòng với cái căn nào chưa ạ? Rất tiếc rồi em ơi. Tuần trước á, anh có mua một cái căn ở Hình Tiền Cũ. Thì cái căn này nó khá phù hợp với gia đình của anh. Rồi cũng có một bé nhỏ đó, có một cái trường tiểu học gần đó, nên thuận tiện cho bé để đi học gần nhà. Nên anh không còn nhu cầu để mua nhà nữa nha. Tại vì em cũng đang có một cái căn á mà em vừa mới kiếm được luôn, mà cũng khá là phù hợp với cái nhu cầu của anh á, mà em chắc chắn là khi mà anh đi xem với em là anh sẽ thích luôn á. Thì không biết là anh có muốn đi xem với em thêm nữa không, để mình có thêm một cái sự lựa chọn nữa. Biết đâu mình có một cái cơ hội nào đó mình đầu tư thêm một cái căn nữa rồi sau mình bán thì để cho mình chốt lời được đó anh. Tại vì thực sự ra anh mua chỉ để ở thôi. Rất may mắn thì cũng trao đổi với bạn môi giới khác á, họ cũng chia sẻ cái căn này nó khá phù hợp rồi nên hiện tại cũng chưa có nhu cầu. Tuy nhiên dạ, thì để xem đi, anh sẽ lưu lại danh bạc của em. Thì nếu như sau này mà bạn bè của anh có nhu cầu tìm nhà đó thì sẽ ưu tiên giới thiệu cho em. Cảm ơn em thời gian qua đã giúp đỡ anh rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Thì em xin phép là gửi cái hình ảnh của cái căn nhà mà em đã tìm được cho anh á, anh có thể tham khảo qua nha. Còn có gì mà nếu mà ai bạn bè nào có nhu cầu thì anh có thể mà giới thiệu giúp em nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, thật sự là cái tình huống này nó cũng hơi và khó. Và đối với những cái bạn môi giới mà họ mới vào nghề đó thì rất là dễ bị nản. Thì tuy nhiên đó, thay vì mà mình nản đó, mình cũng đặt mối quan hệ tốt với cái người khách này, để từ đó mình có thể khai thác được cái nhu cầu xung quanh của họ. Vì á, cái xã hội của mình á, may tầng nào phủ tầng đó, thì những người mà có đẳng cấp hoặc có tiền trên xã hội họ sẽ chơi với nhau. Xung quanh họ có bạn bè và người thân có nhu cầu mua nhà thì cái khả năng cao họ sẽ giới thiệu khách hàng cho mình. Thì mình cứ gieo đi rồi mình sẽ gặp lại. Và thông thường á, đối với cái nghề môi giới của mình á, mình không có quá lệ thuộc vào một khách. Thay vì cái khách này không được thì mình sẽ chào cho khách khác. Mình đừng có lệ thuộc vào một khách, thì lệ thuộc vào một khách nó rất dễ bị nản. Nó thẳng ra là dễ bị nản. Nên thành ra mình phải thường xuyên là đi khảo sát nhà, thường xuyên đăng tin để tìm kiếm những khách hàng mới và có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng để sớm gặt hái được quả ngọt, gặt hái được thu nhập. Dạ, rất là cảm ơn cái tình huống đầu tiên mà Liêu Hà Trinh đặt ra cho hai bạn. Bây giờ chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, nó cũng là tình huống nhưng mà nó rất là nhỏ thôi. Bây giờ hai bạn sẽ quyết định giùm chị trong cái tình huống này nha, phát triển từ đúng cái tình huống mà Liêu Hà Trinh vừa đặt ra luôn á. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, là mình gọi đến thì mình mới biết là cái người khách mà mình đang phục vụ bấy lâu nay thì họ mới trả lời với mình rằng là anh đã mua rồi, anh không có nhu cầu nữa. Nhưng bây giờ chị giả định trong trường hợp là việc mà người khách ấy đã có một cái căn nhà khác, họ đã chốt hợp đồng ở một cái nơi khác, là cái thông tin mà bạn biết được một cách chủ động do một ai đó nói cho mình nghe. Và bây giờ mình biết chắc chắn một điều rằng là cái người đó họ không còn nhu cầu nữa rồi đó. Cái hợp đồng mà mình đang cố gắng phục vụ cho họ là bây giờ nó không còn giá trị nữa. Vậy thì bây giờ chị muốn hỏi các bạn một câu, và câu trả lời của các bạn chỉ là có hoặc là không có thôi. Bây giờ mình quy ước như vậy cho dễ nha, cho nó đồng bộ. Bạn nào mà đồng ý với đáp án là có, em sẽ làm cái điều đó, thì các bạn sẽ giơ số 1 giùm chị, được không? Còn mà bạn nào chọn đáp án là không, em sẽ không làm điều đó, thì các bạn sẽ giơ số 2. Rồi, bạn Trung với bạn Duy, hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ok, câu hỏi chị đặt ra cho hai bạn là bây giờ trong trường hợp chúng ta biết trước luôn là khách hàng của chúng ta không còn nhu cầu với cái căn nhà đó nữa, hai bạn có quyết định chủ động gọi điện để trao đổi về điều đó với khách của mình hay không? Lưu ý là lúc này chỉ gọi điện để hỏi thăm, hoặc là gọi điện để nói một câu chuyện khác, hoặc là gọi điện để biết được rằng là ok, em biết là anh không còn nhu cầu nữa rồi đó, nhưng mà em vẫn muốn gọi điện. Bây giờ các bạn có quyết định là gọi hay không? Mời các bạn, chị sẽ đếm ngược nha. 3 2 1, mời đáp án. Yeah. Có người chọn không rồi chị ạ. Chung là không. Chung là không, nhưng mà Duy là có nha. Chắc là chúng ta sẽ nghe cái lý do một xíu từ hai bạn nha. Rồi chị mời Duy, lý do gì mà em chọn có em vẫn gọi? Biết là gọi là câu chuyện đó đã rồi rồi nha, không có thêm một cái hợp đồng nào được nữa đâu. Theo em thì thứ nhất mình gọi với hai mục đích. Mục đích là mình kiểm tra thử khách có thực tế là đã mua nhà hay chưa, sẽ dò ý khách thử coi thử là khách đã mua ở căn nào, ở vị trí nào, để mình xem thử là những cái căn mình đã từng dắt qua đó có phải là cái căn mình cũng đã dành cho khách hay không. Mình có thể dò thử coi thử khách có tự ý đi làm cái chủ nhà hay không, bỏ qua môi giới hay không. Nếu như cái trường hợp mà khách tự ý làm việc với chủ nhà thì đó là một câu chuyện khác, mình sẽ xử lý sau. Rồi, còn mục đích thứ hai là mình cũng chăm sóc lại khách, mình tạo mối quan hệ tốt với khách, để sau này á, nếu như bạn bè hay người thân của họ giới thiệu khách cho mình á, thì mình cũng chăm để mình có một cái quả ngọt, mình có thu nhập với nghề. Dạ, cảm ơn bạn. Thế thì tại sao Tấn Trung lại chọn hai, dứt khoát là thôi bỏ luôn, coi như không có duyên với nhau? Dạ, tại vì em nghĩ là người ta đã mua rồi thì mình làm phiền người ta thì nó cũng mất công, nên thôi bỏ luôn. Thôi bây giờ mình tạm thời mình khoan phân tích sâu về vấn đề này, mình hỏi thêm vài câu để có tư liệu cho chị Tô Nhi A lại tiếp tục tìm hiểu thêm về tâm lý của người mới tham gia vào công việc này và những người đã làm lâu năm nghe. Vậy thêm một cái câu hỏi nữa nha. Vậy khi mà chị muốn mua nhà đi, chị nói Trung ơi chị thích cái nhà này quá, nhưng mà giá 3 tỷ là hơi cao, anh chị không có thể nào mà chốt tiền ngay được. Bây giờ giá như là em bán cho chị khoảng 2,7 tỷ thôi, là chị có thể trồng tiền liền cho em tiền cọc luôn á, là tháng sau chị dọn vô ở luôn, thì em có quyết định là bớt cho chị không? Em nghĩ là em sẽ thuyết phục khách hàng chứ không bớt, mà nếu mà có bớt thì bớt cũng khoảng ít thôi, chứ mà bớt nhiều quá thì cũng không có được. Em sẽ thuyết phục khách hàng bằng cách là ví dụ bây giờ là trong cái khoảng 3 tỷ em bớt được nhiêu? 3 tỷ thì bớt chừng khoảng 20-30 triệu thôi, chứ làm sao mà có thể bớt được mấy trăm triệu được. Dạ. Chỉ như là rồi, một cái món quà thôi. Của bạn ha. Một món quà, tức là mình không bớt nhưng mà mình tặng quà. Thí dụ tặng quà gì em? Gói nội thất hay sao? Em nghĩ là em sẽ tặng một cái gói nội thất hoặc là cái món quà tân gia đồ. Đó, nó sẽ phù hợp cho khách hàng hơn. Dạ, nhưng mà chị nói giờ chị không cần quà tân gia, nhà chị đủ đồ, mấy cái đồ thiết kế theo cái kiểu chị thích rồi. Bây giờ chị chỉ muốn bớt tiền thôi, cái tiền chị mới cầm chứ. Chắc là để em phải liên hệ lại với chủ nhà để em hỏi thêm ý kiến của chủ nhà. Rồi, em hỏi ý kiến chủ nhà, chủ nhà nói là thôi được rồi, bớt thì bớt nhưng mà bớt ít thôi, với lại cũng cắt lại cái phần hoa hồng của cậu lại một tí để cho tôi bớt lỗ, thì em nghĩ thì sao? Ý gì cái đó là không được rồi. Cái đó là không được rồi, sao cắt hoa hồng của em được? Chắc là em phải từ chối giảm giá với khách hàng quá. Rồi, đó là suy nghĩ của Chung ha. Bây giờ chúng ta quay ngược trở lại chuyên viên tư vấn Phạm Ngọc Duy. Bạn đã từng gặp những trường hợp này chưa, và Trinh nghĩ chắc cũng khá là phổ biến trong nghề của mình, và trong những trường hợp đó thì bạn đã trải qua rất là nhiều cách giải quyết khác nhau rồi ha. Vậy thì bạn rút được kinh nghiệm gì và cách giải quyết nào tốt nhất so với cách giải quyết của Chung? Đối với cái trường hợp mà nhà 3 tỷ đi, khách đang trả là 2,7 tỷ, thì quan trọng là mình sẽ suy vấn lại khách. Ngoài vấn đề về giá, anh chị còn quan tâm đến vấn đề về khác không? Ví dụ như về quy hoạch, về pháp lý, về kết cấu căn nhà, thì mình truy vấn lại, vừa lại với khách. Nếu như khách ok hết các vấn đề về pháp lý, về quy hoạch, về các tiện ích xung quanh về căn nhà rồi mà họ chỉ quan tâm về giá thôi, và họ thấy cái căn nhà này phù hợp và họ muốn mua cái giá 2 tỷ 7, trước tiên đó mình sẽ trao đổi với chủ nhà trước thì họ muốn mua giá 2 tỷ 7, chủ nhà cảm thấy như thế nào. Thì nếu như cái tâm lý của chủ nhà họ xui rồi, họ cắt bán rồi, tại vì đa phần thì lý do nào đó thì họ cũng cần tiền họ đi bán nhà, chứ không ai đùng một cái là muốn bán là bán. Rồi mình cảm thấy cái mức 2 tỷ 7 là khá là an toàn rồi, rồi cần thương lượng tí xíu nữa. Mình sẽ kết nối giữa khách để chuyển cặp nhau, tại vì môi giới không có quyền quyết định về giá, môi giới chỉ là tư vấn và tham khảo ý kiến để kết nối giữa khách hàng và chủ nhà để có giao dịch thôi, giúp chủ bán được nhà và có hoa hồng là công sức của môi giới, và tuyệt đối là không giảm hoa hồng của môi giới được. Khi mà hai bên thương lượng thống nhất về giá thì môi giới sẽ hỗ trợ về cái việc mà pháp lý, là hoạt động cọc và hẹn ngày ra công chứng mua bán và thỏa thuận những ngày bàn giao nhà và thế phí giữa các bên. Thì tốt nhất là đối với cái trường hợp này á, mình nên quyết định về cái giá chốt. Mình sẽ tư vấn là khách với chủ gặp nhau, và cái người quyết định giá trong giao dịch này là chủ nhà với lại khách, với môi giới là chỉ là tư vấn. Một câu trả lời rất rõ ràng. Bạn Trung nghĩ sao về cách giải quyết này? Em thấy thì nó cũng khá là hay và chuyên sâu, thì thật sự là em cũng không có nghĩ ra được cái cách giải quyết nào đâu, nó khá là khó với em. Thưa tiến sĩ Tô Nhi A, qua câu chuyện 1 giờ hoán đổi thử thách vừa rồi rất ngắn ngủi thì tiến sĩ đã nhìn thấy điều gì dưới góc nhìn của mình ạ? Có rất là nhiều điều luôn á Liêu Hà Trinh. Thực ra là cái điều đầu tiên đó là chị thực sự tin vào cái gọi là cái động cơ thôi thúc Tấn Trung tham gia cái câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy đến với chúng ta ngày hôm nay bằng một sự bực bội, ấm ức lắm. Tự nhiên cái người nhà của tôi bị lừa. Cái định kiến mà Trung đang dành cho cái nghề này á, nó nằm ở cái chỗ đó là những cái bạn môi giới bất động sản là chỉ có vì lợi nhuận thôi. Mà đúng thật, thực ra chúng ta làm nghề thì nghề nào chúng ta đến với nó cũng vì một cái mục tiêu quan trọng, đó là mục tiêu về mưu sinh mà. Chúng ta đi làm trước tiên là vì thu nhập, nhưng mà bên cạnh thu nhập là còn rất là nhiều lý do khác để một người theo đuổi một cái nghề nghiệp. Cho nên trong toàn bộ những cái giải pháp câu chuyện của em nãy giờ là cái nào có lợi thì em sẽ chọn. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng đang cố gắng hoán đổi đó. Thực sự là em có hoán đổi đó, em có đặt mình vào vị trí của một chuyên viên tư vấn bất động sản, nhưng mà cái chuyên viên đó làm việc vì lợi nhuận. Bởi vì em định kiến, mà em định kiến rằng cái người làm môi giới là họ chỉ có vì lợi nhuận thôi. Cho nên là nãy giờ cái gì mà em thấy có lợi thì em sẽ làm, còn cái gì mà không có lợi và nó mất công quá thì em sẽ không làm. Đó là cái điều đầu tiên. Nhưng mà với một cái người có trải nghiệm nghề nghiệp thật sự của Duy đã cho chúng ta thấy một cái góc nhìn rất là khác. Trong toàn bộ những cái giải pháp nãy giờ mà hai bạn đưa ra, với chị thì nó không có chuyện ai đúng hay sai, mà chỉ đơn giản đó là nó cho chúng ta hai bức tranh rất là khác biệt luôn về một người có trải nghiệm nghề nghiệp và một người không có trải nghiệm nghề nghiệp. Và từ đó chúng ta thấy rằng là khi mà các bạn ở trong một cái nghề nghiệp á, thực sự để có thể chín mùi về nghề nghiệp, nó đòi hỏi một là sự hiểu biết đầy đủ á nha, hiểu biết đầy đủ chứ không phải là chỉ hiểu về cái lợi đâu. Và cái thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta cần một cái quá trình để chúng ta có thể trải nghiệm được nhiều tình huống trong cái nghề đó, thì bạn mới có thể có được những cái giải pháp nó thực sự đúng. Và đó là lý do mà tại sao ngay từ đầu chương trình ngày hôm nay á, Trinh là chị đã nói với em là nghề rèn người. Nghề rèn người, bởi vì muốn theo nghề này bạn phải hiểu về pháp lý nè, bạn phải am hiểu khách hàng, mà khách hàng của bạn lúc này lại là hai đầu nha. Khách hàng của chuyên viên tư vấn bất động sản đó là đầu mua và đầu bán, tại vì bạn ở giữa mà. Như vậy thì khách hàng của chúng ta là hai đầu và bạn phải hiểu luôn cả hai. Vì sao anh này mua nhà mà vì sao chị kia bán nhà? Và từ đó thì chúng ta mới ráp nối họ thành công. Và cái lợi nhuận thì luôn luôn phải biết rằng là cái lợi nào nó phù hợp với mình. Và có cả một cái gọi là một cái tiêu chí trong nghề đó là lấy ngắn nuôi dài nữa các bạn. Hoặc là ngược lại đó là vì cái lợi lâu dài. Thì đôi khi trong một vài trường hợp có thể là sẽ có những cái bạn mà họ chấp nhận một cái hoa hồng nó thấp hơn, nhưng mà phải lăn lộn với nghề thì mới tin rằng là sự thiệt thòi tại thời điểm đó đó nó là sự thiệt thòi hợp lý. Chứ còn lâu lâu mà mình ghé qua mình chơi với nghề giống như là Tấn Trung á, thì em sẽ thấy không có lợi thì em ghé, không có lợi không có ghé. Kiểu như vậy. Và điều đó là tại sao nó giải thích về những cái người mà họ yêu nghề và họ sử dụng cái nghề đó như một cái sứ mệnh cuộc đời của họ như vậy. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Wow, có thể là qua phần chia sẻ ngắn gọn này chúng ta đã làm sáng rõ ra một số điểm của nghề nghiệp và cả những cái thử thách ngắn, nhưng mà cũng thấy được rất nhiều những cái sự băn khoăn và cả động cơ khi chúng ta tham gia vào nghề những ngày đầu tiên nữa. Nhưng mà đừng lo, nếu mà chúng ta thật sự yêu mến và nghĩ về giá trị cộng hưởng cho tất cả những người tham gia vào dịch vụ mua bán này thì chúng ta sẽ được nghề rèn mình cho đủ kiến thức, đủ tầm nhìn và đủ khả năng đánh giá nữa. Nên Trung đừng có lo lắng nhiều nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao trong ít phút trước khi bước vào hành trình kết nối. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với hành trình kết nối, một phần của chương trình 1 giờ hoán đổi. Sau thử thách 1 giờ hoán đổi thì chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối. Nơi đây bạn Tấn Trung sẽ kết nối trực tiếp với chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm là bạn Phạm Ngọc Duy, để cả hai có thể cùng chia sẻ liệu những tình huống nho nhỏ mà Trinh đặt ra đã có đủ chưa, hay là trên con đường tác nghiệp nghề đã rèn chúng ta bằng vô số những thử thách còn oái oăm hơn nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nha. Dạ, mời bạn Tấn Trung có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho bạn Duy được rồi ạ. Duy ơi, thì Trung xin phép được đặt một câu hỏi với Duy nha. Trong cái quá trình mà làm nghề của mình á, có một cái mà tình huống nào mà thật sự khó đến mức mà mình không thể mà giải quyết được không Duy? Trong nghề của mình á, có khó khăn mà không thể giải quyết được. Tuy nhiên là quan trọng của mình phải kiên trì, mình phải tự tin với cái nghề này. Mình muốn tin là cái nghề này nó sẽ có cái thu nhập với mình. Và cái khó khăn đối với một cái người mà mới vào nghề á, cái khó khăn đầu tiên lớn nhất của mình là không có khách, không nắm bắt được thị trường, không nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Để mình giải quyết từng khó khăn đó, mình phải hiểu rõ được cái quy trình giao dịch bất động sản như thế nào. Thứ nhất là mình để có khách hàng á, mình phải đăng tin. Trên thị trường hiện tại á, có chia ra là hai loại trang web để đăng tin bất động sản, là đăng tin có phí và đăng tin không có phí, gọi là miễn phí. Có những trang mà đăng tin có phí á, thì mình phải có đầu tư vào nó, thì đối lúc là có phí thì cái hiệu suất nó sẽ cao hơn. Đăng tin có phí mình sẽ tìm kiếm khách hàng nó sẽ nhanh hơn, và không có phí mình phải dành nhiều thời gian, mình đăng liên tục ngày này qua ngày nọ, thì đó khách hàng sẽ gọi đến với mình và có nhu cầu tìm kiếm bất động sản khu vực mà mình đang bán. Và thứ hai á, để mình nâng cao về cái trình độ về tư vấn khách hàng á, mình phải am hiểu về thị trường. Những cái căn nhà mà khu vực mình đang quản lý bán á, mình phải thường xuyên đi khảo sát nhà để mình nắm rõ về cái tiện ích khu vực mình bán, về cái giá trị đất của khu vực mình đang bán, cái giá nhà mặt tiền như thế nào, giá hẻm xe hơi như thế nào và giá hẻm xe máy như thế nào, về cái kết cấu căn nhà nó ảnh hưởng về cái nhà như thế nào, và cái dân trí xung quanh nó ảnh hưởng về giá nhà như thế nào. Rồi mình nắm bắt được cái thị trường đó rồi mình mới tư vấn cho khách hàng. Về khách hàng đó thì đôi lúc là dễ bị mất việc đối với khách, như cái tình huống mà lúc đầu á, mình chăm một cái khách nó quá lâu rồi, nhưng mà đến một ngày nào đó khách họ đi mua nhà mất tiêu, thì cái tình huống này rất là dễ mất việc. Để không bị ảnh hưởng đến cái sự mất việc của vấn đề đó, mình phải liên tục đăng tin để tìm kiếm thật nhiều về khách hàng. Thực ra với cái câu trả lời vừa rồi của Duy á, là chị thấy là nó là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng á. Nó có hai cái keyword mà nó không tách rời nhau được, một là sự kiên trì, hai là mối quan hệ. Cái nghề này là cái nghề phải có mối quan hệ, nó sẽ khác với một số nghề khác, nhưng mà mối quan hệ thì không thể hình thành trong ngày bữa được. Muốn có một mối quan hệ là phải đi qua năm dài tháng rộng, cho nên đúng thật là cái độ kiên trì nó được coi là một cái chỉ số ưu tiên luôn á, trong cái câu chuyện mà Duy chia sẻ, mà nó không phải là từ góc nhìn của Duy đâu. Chị nghĩ nó là cái đòi hỏi của nghề này, đặc biệt đó là bạn đang phải môi giới để bán được một cái sản phẩm nó thuộc dạng đó là tài sản lớn của cá nhân. Dạ, Trung ơi, bạn còn có những băn khoăn nào về nghề tư vấn bất động sản không? Còn một cái băn khoăn nữa là theo như Duy nói á, theo như là Duy chia sẻ đó, thì là cái nghề này giống như là chỉ cần mình kiên trì thì mình sẽ gặt hái được thành công, sẽ bán được nhà. Vậy thì nó có cần phải có những cái chuyên môn hay là những cái kiến thức gì mà nó cần thiết nhất để cho cái nghề này không hả Duy? Về cái kiến thức về chuyên môn á, đối với cái nghề của mình á, thứ nhất á, mình phải biết sử dụng được máy tính, biết sử dụng những công nghệ trên thị trường. Tuy nhiên thì mình phải tìm hiểu về cái tin đăng như thế nào để cuốn hút với khách hàng để tìm tới của mình. Tại vì cái nghề này á, đối với cái môi giới nhà phố á, mình không có một cái data sẵn để mình gọi mình chăm. Tại vì á, mỗi khách hàng đều có một nhu cầu riêng biệt. Có khách thì tìm quận 3, có khách thì tìm quận nhất, có khách thì tìm Bình Thạnh. Nó không có đặc thù nào, nên cái lượng mà khách của mình tìm tới là chủ yếu là cái kênh tin đăng tin của mình trên cái trang web đăng tin hiện tại. Mình phải kiên trì đăng tin, và khi đăng tin rồi đó, mình phải tư vấn với khách, tương tác với khách như thế nào để mình cuốn hút với khách, rồi quan tâm và đặt lịch hẹn với khách đi xem căn nhà đó. Khi mà đặt lịch hẹn đi xem căn nhà đó, mình phải chuẩn bị về cái am hiểu về thị trường, thì qua cái khảo sát thị trường, khảo sát nhà đó, ngày này qua tháng nọ thì mình mới am hiểu được, chứ không phải là mình dựa vào 200 cái số lượng nhà đó để mình đánh giá hết cái thị trường bất động sản được. Đó là không nên. Một cái câu trả lời mà khá là đầy đủ luôn. Chung cũng khá là bất ngờ, vì tại vì làm chuyên viên tư vấn bất động sản á, thật sự là cần rất là nhiều những kỹ năng và kiến thức luôn á. Với lại là Trung cũng đang còn thắc mắc một cái lăn tăn rất là nhỏ đó thôi. Tại vì Trung thấy là cái này thì nó hơi nhạy cảm một xíu, thì Trung xin phép là xin lỗi Duy trước đó. Thì là Trung thấy là sao mà tất cả những các bạn mà tư vấn bất động sản á, Trung thấy mình lê la quán cà phê xong mình lê la ngoài đường không mà, chứ Trung chẳng thấy là làm việc mà chuyên nghiệp hay là sao. Thì cái công việc này có thật sự là một cái công việc tốt, đem lại một cái lợi ích cho khách hàng không ạ? Cảm ơn Trung nha. Trước khi mà Duy chia sẻ thì Trinh cũng hỏi luôn, tại sẵn đang định kiến là Trinh cũng định kiến ké luôn được không? Tại vì cũng có một số bạn bất động sản á, thì bạn ấy sẽ nói dối về cái tình trạng của ngôi nhà đó. Thí dụ như mà mình hỏi là cái này thì chừng nào ra sổ đỏ hay em ha, thì bạn sẽ nói là cái khu căn hộ này á, thì là sẽ được ra sổ đỏ vào trong vòng 2 năm nữa chị ạ. Nhưng cuối cùng á, người ta đợi 4-5 năm vẫn chưa thể ra được cái sổ hồng sổ đỏ gì hết. Vậy thì đó có phải là nói dối không? Và mình có bao giờ mình phải nói dối để mà mình nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, có đủ số thu nhập và KPI không? Xin mời Duy chia sẻ luôn. Em sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của chị Trinh trước nha. Về cái câu chuyện mà môi giới cố tình nói dối để chốt được cái điều đó, thực sự thì theo bản thân em thì em sẽ không làm vấn đề này. Thì đối với những căn nhà hiện trạng như thế này, mình sẽ chia sẻ với khách. Tại vì đối với cái nhà để tránh liên quan đến pháp lý, tránh đến tụng tụng, mình sẽ bán theo hiện trạng. Nhà như thế nào mình sẽ chia sẻ với khách hàng như thế đó, để mình gây dựng lòng tin với khách hàng. Khi mà khách hàng đó họ mua với mình rồi, mình còn phải chăm lại phía sau nữa. Bạn bè và người thân họ tin tưởng mình rồi, họ sẽ chủ động giới thiệu của mình. Đó là cái thu nhập trong tương lai của mình. Tuy nhiên đó, đối với những cái bạn mà môi giới họ bất chấp, họ chốt cái căn nhà đó, họ bỏ lơ khách đi, thì đối với những khách họ mua rồi họ cũng có tìm cách để họ xử lý thôi. Cái vấn đề đối với mà không đa sổ được, họ cũng liên hệ đầu này đầu kia, nhưng mà cái tiền của môi giới đó là họ mất khách, mất lòng tin với khách. Và đôi lúc thì trong đời nè, đôi lúc thì họ đi đăng tin tìm kiếm khách hàng rồi bạn bè của họ biết được cái người môi giới này, họ chia sẻ với cái người khách cũ trước đó một môi giới chăm đó, họ nói thì tốt nhất đừng đăng tin, rồi vô tình là mình mất một cái khách đó rồi. Nên thành ra thì nếu như có lừa dối thì mình chỉ lừa dối được một lần thôi, mình sẽ mất uy tín với khách đó và có thể là mình hệ lụy về sau này nó rất là nhiều. Về cái câu em xin trả lời cái câu hỏi của bạn Trung về tại sao môi giới lại lên ra cà phê mà không thấy là thực sự những cái bạn môi giới đó họ còn có tinh thần chủ động và cải tiến. Nhiều lúc là họ thiết lập cuộc hẹn với khách gần căn nhà đó, họ phải ngồi cà phê đó. Thông thường thì để hẹn khách đó, họ phải tới một cái căn nhà đó, họ chuẩn bị ít nhất là khoảng chừng 15-20 phút. Nên thành ra bạn mới thấy là mấy bạn lê la ngồi cà phê, hoặc thậm chí thì họ cũng linh động tạo một cái không gian thoải mái để họ lên tin đăng hấp dẫn, cuốn hút người khách hàng đến với cái tin đăng của mình á. Nên thành ra họ tìm kiếm một môi trường thoải mái, nên thành ra thì bạn mới thấy một cái bức tranh lê la cà phê như vậy. Chị rất là thích câu hỏi của Hà Trinh đặt ra cho Duy, bởi vì sao? Bởi vì sẽ có những chuyện mà ngay cả chuyên viên môi giới bất động sản, thậm chí là công ty bất động sản cũng không thể xác tính được với khách hàng. Ví dụ bây giờ cái dự án này, cái khu nhà này khi nào thì được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, nhà đất, thì đôi khi cái câu chuyện pháp lý đó là chúng ta nắm quy trình thôi, chứ còn bây giờ nó là tháng 5 hay nó là tháng 7, nó là năm nay hay nó là 3 năm nữa, đôi khi chúng ta không trả lời được. Như vậy thì bây giờ làm sao để mình không nói dối? Thì chị nghĩ rằng là thứ nhất về quan điểm của Duy là chị rất là đồng ý, mà nó không chỉ ở cái nghề này, nó ở mọi nghề, bởi vì chỉ có chân thành mới chạm được chân thành, và chỉ có sự thật nó mới giúp bạn bình ổn trong nghề thôi. Mọi cái sự gian dối nó đều làm gãy đổ mối quan hệ, thì chuyện đó nghề nào nó cũng bị. Ví dụ như nếu như theo đúng lộ trình, mình có thể rất là rõ ràng với họ là theo đúng lộ trình thì là 2 năm nữa là mình sẽ được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhà đất. Nhưng mà cái đó là lộ trình đó chị, và cơ sở của lộ trình là nó ở đây. Tuy nhiên nó là 2 năm hay nó là 3 năm thì mình sẽ đợi, nhưng mà cái cơ sở để cấp là có, và đây không phải là một dự án ma. Thì khi mà mình rất là rõ ràng như vậy thì dù cho nó đội lên hơn 2 năm thì chúng ta cũng không bị trách cứ, và cái đó nó gọi là sự chân thành. Tức là sự chân thành nó không đồng nghĩa với cái việc là bạn sẽ ấn định được mọi sự việc diễn ra theo đúng thời gian, bởi vì sẽ có những thứ bạn không ấn định được, nó không nằm trong năng lực của bạn. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Tô Nhi ạ. Và quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay về thước đo mà chị Tô Nha gọi đó là sự chân thành, thì chúng ta có thể vĩ cương lên một chút xíu thành sự chính trực. Thì điều này là bạn Duy đã lặp lại rất nhiều lần. Riêng bạn Trung, sau khi mà bạn được đối mặt với bạn Duy rồi lắng nghe bạn ấy bộc bạch chia sẻ một cách rất là chân thành, thì bạn Trung có thay đổi suy nghĩ là thường các chuyên gia tư vấn về bất động sản cũng không khác cò đất là bao, và họ cũng có đôi lần lừa dối chỉ để vì những con số trong tài khoản không. Sau khi mà nhận được những cái chia sẻ của mọi người á, thì em thấy được rằng á, thật sự để mà làm được một cái chuyên gia tư vấn bất động sản á, thì thật sự là cần có rất là nhiều những cái kỹ năng nè, những cái kiến thức và sự kiên trì, và còn có cả mà sự chân thành nữa đó. Thì tự nhiên bỗng nhiên bây giờ em cảm thấy là rất là nể phục các bạn đó luôn, và em nghĩ là đây là cũng là một cái nghề mà khá thú vị, có thể mà mài dũa được cái mà tính cách của một con người đó. Thì em đã hoàn toàn là bị thay đổi cái suy nghĩ về cái tiêu cực của cái nghề này rồi ạ. Trinh cũng mong nghe được những lời nhắn nhủ chân thành của bạn Duy đến những ai đang rất là phấn đấu để trở thành một ai đó trong nghề bất động sản này, và đặc biệt là họ cần có những bằng cấp gì hay không, hay chỉ là kỹ năng thuyết phục và sự kiên trì. Xin mời bạn Duy ạ. Đối với nghề môi giới bất động sản có rất nhiều mảng, như là hiện tại thì Duy đang làm mảng về nhà phố, tên gọi nhà phố thì gọi là trong Nam, tổ cư là gọi là miền Bắc, gọi trong Bắc. Ngoài ra thì đó là về nhà phố. Rồi thứ hai là về chung cư, thứ ba là về đất nền, thứ tư là đất phân lô dự án. Thì nó có đều 4 mảng như thế này. Và tuy nhiên đó, đối với cái nghề nào cũng vậy, đều cần phải quan trọng và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và 5 giá trị cốt lõi của nghề này. Duy cũng chia sẻ tên đối với cái nghề là thứ nhất là công khai, mọi thông tin đều là công khai đối với cái nghề bất động sản. Thứ hai là minh bạch, thứ ba là chính trực, thứ tư là chủ động, và thứ năm là cải tiến. 5 giá trị cốt lõi này sẽ giúp ích cho mình là thành công với nghề sớm hơn nữa và gặt hái được quả ngọt trong tương lai. Về đối với cái nghề môi giới á, về bằng cấp á, theo Duy nghĩ không nhất thiết phải còn bằng cấp đâu, và quan trọng là ai á, có tự tin và có đam mê với nghề, đặc biệt là phải chịu khó với nghề thì mình mới sớm được gặt hái cái thu nhập với nghề. Và đôi lúc thì cái nghề này cũng có một cái sự kiên trì và lì lợm. Và cái thú vị cái nghề của mình đó là được gặp gỡ với những nhiều khách hàng và những người có tiền trong xã hội, và mỗi người á, thì giúp ta học được những bài học quý giá, những chia sẻ những kinh nghiệm, và mình tạo mối quan hệ với họ, mình giúp họ mua được nhà, họ cũng trên cơ hội họ quý mến mình, họ chia sẻ với kinh nghiệm của họ để giúp mình học hỏi thêm, để giúp cho mình mỗi ngày sẽ trau dồi và hoàn thiện bản thân của mình hơn. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chuyên gia tư vấn bất động sản là anh Phạm Ngọc Duy. Cảm ơn Phạm Tấn Trung đã cùng tham gia đặt câu hỏi để cùng nhau lắng nghe những điều mà cả hai cùng băn khoăn và giải quyết những vấn đề đó một cách trực tiếp. Và đặc biệt xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã có sự quan sát rất là chi tiết và có những lời khuyên thật sự cô đọng và hữu ích cho chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình 1 giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE thực hiện, và chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng ba lô vali túi xách cao cấp Sakos. Rất mong sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ của quý vị và sự sẻ chia thông cảm. Còn bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Thật sự để mà làm được một cái chuyên gia tư vấn bất động sản á, thì thật sự là cần có rất là nhiều những cái kỹ năng nè, những cái kiến thức và sự kiên trì, còn có cả mà sự chân thành nữa đó. Thì tự nhiên bỗng nhiên bây giờ em cảm thấy là rất là nể phục các bạn đó luôn, và em nghĩ là đây là cũng là một cái nghề mà khá thú vị, có thể mà mài dũa được cái mà tính cách của một con người đó. Thì em đã hoàn toàn là bị thay đổi cái suy nghĩ về cái tiêu cực của cái nghề này rồi ạ.